mà. Đi tí 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 tí. Ồ, đèn xanh rồi. Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh thì đi. Chuyện gì vậy? Ồ, không có ai lái chiếc xe đó cả. Âu. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi vừa bị một chiếc xe ma đâm trúng ngay qua đường bên đây. Gì cơ? Một chiếc xe ma? Chúng tôi sẽ tới ngay. Hả? Anh ấy đâu rồi? Tôi ở đây. Bạn ấy thật là nguy hiểm. Thật may mà bọn tôi cũng có vẻ cứng. Anh TT. Anh là người vừa gọi cho chúng tôi phải không? Vâng, đúng vậy. Tôi bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ đâm trúng. Và các anh biết không, không có ai lái chiếc xe máy đó cả. Đấy là một chiếc xe ma. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Một chiếc xe ma ư? Tôi chắc chắn là có gì đó khả nghi ở đây. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Giờ, chúng ta cần tìm ra chiếc xe đó trước. Dạ. Mọi phương tiện đều để lại dấu vết sau khi nó đi qua. Đây là vũng nước. Đây là dấu vết của lốp ô tô. Còn đây là dấu vết của xe máy. Tôi đã tìm ra manh mối. Hả? Chiếc xe đã đi lối này. Cú! Đi thôi. Hả? Hãy nhìn đằng kia kìa. Không thể tin được. Có ma thật kìa. Trên đời này không có ma thật đâu. Đi kìa, nó vừa rẽ vào chỗ kia. Nhanh lên. Ôi không, nó không thể đi xa được đâu. Cảnh sát đây. Ông rùa, ông có thể giúp chúng tôi đi theo chiếc xe máy đằng kia không? Được. Hãy bám chắc vào. Này ông rùa, chúng ta có thể theo kịp nó không? Dĩ nhiên là được rồi. Đi, đi nào. Đối này. Mông tôi đau quá. Chúng ta đang ở đâu đây? Chiếc xe ma kìa. Dừng lại. Đấy là tắc kè. Cẩn thận đấy. Hãy
đi mất thôi. Tắc kè, anh đã vi phạm luật an toàn giao thông, anh đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đèn giao thông là tín hiệu để điều khiển giao thông. Đèn đỏ có nghĩa là dừng lại. Đèn xanh là đi. Và đèn vàng có nghĩa là đi chậm. Dù bạn là người lái xe hay người đi bộ, các bạn phải luôn tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông. Nếu không, chúng ta có thể dễ dàng gặp tai nạn. Hãy nhớ nhé.